cái khi mà nghiên cứu về cái phương thức DOTA thì Jeffrey Liker trong cái cuốn The Dota Way xuất bản bản gần đây nhất năm 2020 sau Covid, thì nếu anh chị em nào mà đọc cái cuốn The Dota Way năm 2016, ta nhớ là mô hình của Dota là còn Dota Way là có bút phê rồi, philosophy, process, people, problem solving. Thế thì ở trong cái mô hình mới này, sau khi mà Jeffrey Liker tìm tích lũy từ khi ông ấy ra cái phiên bản trước cho đến kết hợp với cái kiến thức và các cái thông tin cập nhật từ Takata của Mike Rother, thì ông ấy bổ sung thêm 4P vào giữa 4P đấy, cái S đấy là Scientific Thinking, tư duy khoa học. Trong năm cái lĩnh vực này thì có một cái phần chữ P ở góc phía dưới bên phải, có thể đấy là tập trung vấn đề về phát triển nhân sự và đối tác. Tập trung phát triển nhân sự đối tác thì trong bản trước đây của cái Dota nó là cái chương 10. Thì việc phát triển nhân sự thì Jeffrey Liker có đúc kết bốn cái ý cơ bản. Ý thứ nhất đấy là Dota họ xây dựng cái văn hóa mạnh mẽ và ổn định, và đó thì các giá trị và niềm tin của doanh nghiệp được chia sẻ sống trong nhiều năm. Cái chuyện quan trọng nhất thì là nó sống được cái giá trị và tiềm niềm tin nên nó sống được. Nên khi mà nói về cái câu chuyện phát triển nhân sự thì nó có một cái dilemma, một cái sự lựa chọn khi doanh nghiệp phải đối mặt chuyện là những cái người mà xuất sắc và những người có thể sống được theo cái giá trị và cái niềm tin của doanh nghiệp, anh chọn cái gì? Thì những cái doanh nghiệp như cô ta thì họ luôn luôn chọn cái người mà có thể sống được với cái niềm tin và cái giá trị doanh nghiệp. Thì đấy là điều kiện tiên quyết, sau đó mới đến cái điều kiện tiếp theo về năng lực, phải không ạ? Đây chính là một lý do tại làm sao cho đến tận cái năm gần đây thì Toyota là hoàn toàn là phát triển nhân sự từ bên trong. Chỉ đến sau này khi mà cái áp lực của cái việc về công nghệ nó rất là mạnh, về về xe tự lái AI thì bắt đầu trong cái đội lãnh đạo cao ta thì người không phải vào thì cái phần đấy xung chính ta mở rộng kiểu. Thế còn trong các bài truyền thống thì nên cách dòng cũng thường là họ lựa chọn những con người muốn sống các cái giá trị, cái niềm tin của doanh nghiệp. Cái đặc điểm thứ hai mà Jeffrey Liker có liệt kê ra đấy là họ có khả năng đào tạo những cái cá nhân và đội nhóm xuất sắc. Thế thì đào tạo như nào chúng ta đề cập, nhưng mà cái đặc điểm ở đây là những cái cá nhân và đội nhóm xuất sắc này họ làm việc trong các khuôn khổ triết lý của doanh nghiệp, nhằm hướng đến các cái kết quả xuất sắc, nó không phải là các cái tổ nhóm xuất sắc cạnh tranh lẫn nhau, mà là nó hoạt động trong môi trường như vậy, hướng vào cái triết lý chung vô ta để mà đạt cái mục tiêu, các hiệu sở và cái về tiếp cận theo đội nhóm thì tinh thần sử dụng các cái nhóm liên chức năng trong các hoạt động cải tiến, không ạ, cho dù là cải tiến năng suất, cải tiến chất lượng hay là với hoạt động chạy thì người ta cũng sử dụng các cái nhóm liên chức năng để cái việc này. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy cái hình thức nhóm đấy nó cũng rất là có nhiều điểm rất là thú vị. Cái điểm thứ tư đến là người ta nỗ lực để mà huấn luyện các cá nhân cách thức làm việc cùng nhau, cái làm việc cùng nhau như một nhóm. Cái việc hiện nay chúng ta đinh các loại hỏi khẩu hiệu các thứ về vấn đề đó là câu chuyện quan trọng nhất đấy. Nó đến từ làm việc nhóm, nó đến từ cái quá trình huấn luyện, nó đến từ cái quá trình hướng dẫn ở trong nội bộ của tổ chức hay từ trong cái thời gian và những người lao động tham gia vào. Tất nhiên là nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta đi làm team building thì nó rất là tốt, tại vì chúng ta có thể về được hai mà có nhiều gia đình có thể làm
GDP tăng lên. Đây là thì như thế chúng ta thấy là trong Toyota Way nó có hai cái khía cạnh rất là rõ ràng để về phát triển nhân sự. Một là hai cái trụ cột về tôn trọng con người và cải tiến liên tục trong cái mô hình Toyota Way 2001 công bố vào 2001, và thứ hai là cái phần về nhân sự và đối tác, phát triển nhân sự, phát triển cái đội bóng xuất sắc. Như vậy đây là cái tiếp cận, cái định hướng, họ có một cái định hướng rất là rõ ràng cho cái việc này, và họ có các phương pháp để triển khai nó.